đồng Địa Tạng Bồ Tát. Em tên là Trần Thị Mỹ Dung. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu với mọi người một món đơn giản mà em thường làm. Món này thì em ăn từ nhỏ đến lớn. Nó cũng đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon. Thì hy vọng là em cũng góp thêm một phần, một cái món để mà mọi người đổi khẩu vị trong những ngày mà mọi người ăn trường chay. Dạ. Thì cái món mà em làm sẽ là món đậu hũ kho với nước tương. Món này cũng đơn giản thôi mọi người. Dạ. Bây giờ thì em sẽ chiên đậu, và đậu thì mọi người có thể là mua đậu trắng hoặc là mua đậu chiên. Thì về mọi người cắt ra cho cái miếng tầm vừa ăn, tức là sau khi chiên nó vừa còn phần thịt vừa còn cái vỏ giòn bên ngoài thì nó sẽ ngon hơn. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu em chiên đậu. Này là em mua tầm 4 miếng đậu trắng. Thì các chị cắt có thể mình cắt thêm những cái miếng vừa tầm như thế này là được. Thì mình sẽ chiên cho vàng ươm tất cả các mặt. Và em sẽ, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị cái nước gia vị. Thì gia vị thì em sẽ bao gồm là hai tép tỏi và một trái ớt. Tức là cái lượng ớt nó phụ thuộc vào cái độ cay mà anh chị muốn ăn á. Dạ, thì cái này em làm như một cái chén nước tương mà mình dùng hàng ngày thôi, mình dùng trong những cái món chấm hàng ngày á. Thì bây giờ em sẽ giã tỏi, ớt. Thì cái này là em có bỏ thêm là bột ngọt. Bột ngọt em bỏ một lượng vừa thôi, em không có bỏ nhiều bột ngọt. Thứ hai là em bỏ đường. Bỏ đường thì với 4 miếng đậu thì em bỏ khoảng là hơn một miếng đường một xíu. Thì trong thời gian mà em chiên đậu thì em sẽ làm cái nước chấm này. Tức là mình sẽ dùng chày để mình giã nát cái này nha. Tức là em sẽ vừa giã ớt, tỏi, đường và bột ngọt giã chung một lần luôn. Để mà kiểu như là nó thấm, nó trộn lại với nhau quá.
chiên hơn là đậu chiên sẵn ở ngoài cửa hàng á. Và mình giã trộn, mục đích là để cho nó trộn đều và nát với lại đường và bột ngọt. Thì em có giã, cái này là mình có thêm một cái nguyên liệu nữa, sẽ là 3 tép sả nha. Thì sả em cắt nhỏ và em giã nát nữa. Thì bây giờ em sẽ giã thêm tiếp một đợt khi mà em trộn sả với lại cái hỗn hợp tỏi ớt, bột ngọt đường mà em đã giã rồi. Nhớ canh đậu nha anh chị. Hỗn hợp đã trộn lại với nhau thì em tiếp tục giã tiếp trong khi mà chờ đậu nhàn. Em không biết nhưng mà em thấy cái việc giã này nè, khi mà nấu ăn nó sẽ ngon hơn là mình cứ cho từng nguyên liệu vào giã xong rồi mình làm sẵn một cái hỗn hợp nguyên liệu rồi mình rưới vào trong đậu á, thì nó sẽ thấm hơn. Cái phần hỗn hợp mà em vừa giã em sẽ cho thêm nước tương nha. Mình cho lượng nhiều một xíu tại vì có cái này là mình kho với đậu nên là nó sẽ thấm vào đậu nữa. Đó, thì với cái lượng 4 miếng đậu trắng thì em sẽ làm một cái chén nước gia vị để rưới nồi đậu, xong mà khi đậu chiên vàng thì cái lượng nước tương nó khoảng bao nhiêu này các bạn chị thấy không ta, rồi em trộn đều.
với lại cái gia vị mà em giả hồi nãy á. Nó là trộn đều nha mọi người. Đậu thì mình chiên vàng giòn hết tất cả các mặt. Thì nguyên liệu chính của món này sẽ là đậu hũ trắng hoặc chiên cắt miếng nhỏ ra, và nguyên liệu phụ sẽ là ớt, tỏi, bột ngọt ít thôi, đường, nước tương, sả, ba cái sả với 4 miếng đậu. Bây giờ mình cho đậu chiên vào giòn, mỗi là mình rưới cái hỗn hợp gia vị này vào. Em thì em chưa có ăn chay trường, em theo gia đình đó, tức là nhà em thường hay ăn tức là một tháng 4 ngày, vào ngày rằm thì ngày 15-16 sẽ ăn, vào ngày 15-16 và cuối tháng sẽ ăn 2 ngày, em hay ăn chung với gia đình chứ thực sự thì em chưa có ăn chay trường. Và hiện tại trong thời gian gần đây đó thì em cảm thấy là em muốn ăn chay, nên là em đang tìm hiểu về phương pháp thực dưỡng cũng như là các món ăn thực dưỡng. Đa phần thì em tìm hiểu ở trên kênh YouTube của thầy Thích Tạo Hải, nên là cũng có duyên được biết đến kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh nghiệm ăn chay của em thì em cũng chưa có kinh nghiệm gì đâu, đa phần là em ăn cùng với gia đình đó, nên là những cái món cũng đơn giản thôi, làm thấy ăn chay cũng ngon. Lợi ích đạt được khi mà cái thời gian gần đây á, em hạn chế em ăn thịt lại á, thì tức là em ăn chủ yếu là rau thôi, thịt thì em thấy em ngán nên là không có ăn. Thì em thấy hồi trước em bị cái mùi cơ thở, cái mùi mùi cánh tay nè, rồi mùi hôi nữa thì nó rất là nặng. Thì khi mà em giảm cái lượng thịt đó thì em thấy là em không còn dùng lăn luôn đó mọi người. Món này không cần bỏ muối nha, chỉ cần nước tương là được rồi. Rồi thì bây giờ đậu nó cũng đã chín vàng hết, bây giờ là cái khâu cuối cùng, khâu mình thích nhất là rưới cái hỗn hợp gia vị này vào, nó sẽ rất là thơm. Dặn lửa vừa vừa thôi, mọi người đừng dặn lửa lớn lắm, hoặc dặn lửa nhỏ cũng được, nhỏ cho nó thấm từ từ vào đậu. Và đây là thành phẩm món đậu hũ chiên rồi thêm nước tương. Đó, món này tuy mà đơn giản nhưng mà ăn ngon nha. Và món này giống với là cái tuổi thơ của em, nên là em cũng muốn giới thiệu với mọi người. Thì hôm nay cũng cảm ơn cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát đã xem và xem cái video này của em cảm ơn rất nhiều ạ.
Samo Di So Ha.